Chương 231, Băng Tâm Quyết Giang thần, tâm ý của quận chúa, ngươi hẳn phải biết chứ. Mạnh hạo cách đó không xa đi tới. Theo ta, nàng sẽ bị oan ức, cô nương như nàng, không nên như vậy. Giang thần lắc đầu một cái, làm sao hắn không biết tâm tư của nàng cơ chứ. Ở trên tu hành và kiếm thuật, mạnh hạo kính nể không có lời nào để nói đối với giang thần, thế nhưng về mặt tình cảm, hắn có cái nhìn rất khác. Giang thần lý tính quá mức, e rằng đã cân nhắc chuyện mấy chục năm tương lai vào trong đầu lúc này. Có thể lúc còn trẻ không có mất đi lý trí, rơi vào trong tình yêu, thế nhưng như vậy chẳng phải là sống uổng phí nửa đời người hay sao? Hắn muốn khuyên Giang thần, lại phát hiện ra Giang thần đang nhìn về phương xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, đó là phương hướng ngọc nữ phong. Thì ra là như vậy. Mạnh hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đã hiểu rõ oan ức gian thần nói tới là chỉ cái gì, hắn cũng không khuyên bảo nữa. Ngày thứ hai sau khi trở về thiên đạo môn, trạng thái của gian thần đã hoàn toàn khôi phục, những tinh hoa yêu thú được hắn ăn vào ở vạn thú vực bởi vì dưỡng thương đã triệt để hao hết. Sau một trận chiến với tam hoàng tử, thực lực của hắn không có tiến bộ rõ ràng, bởi vì trước lúc động thủ hắn đã có được tăng lên chừng 4 phần 10. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, nếu không đi tu luyện thì hắn cảm ngộ được nhiều thứ hơn từ trong võ học khô khan và tối nghĩa. Đồng thời, hắn lại nghĩ đến một chuyện. Bởi nắm giữ thần mạch cho nên mỗi lần cảnh giới tăng lên, thần huyệt ngưng tụ ra đều tăng lên gấp đôi, ở trung kỳ đỉnh cao, thần huyệt ngưng tụ ra sẽ là 24. Thêm vào 34 cái hiện tại, như vậy hắn có tổng cộng 58 cái. Sau đó còn có 3 cảnh giới hậu kỳ nhập môn, hậu kỳ viên mãn, hậu kỳ đỉnh cao, vẫn không tính là tăng trưởng do thần mạch thức tỉnh mang đến. Đến cuối cùng, chẳng phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ có mấy trăm cái thần mạch hay sao? Ngẫm lại Tam hoàng tử có 49 cái thần huyệt cũng khủng bố như vậy, nếu như có mấy trăm cái, chẳng phải sẽ hủy thiên diệt địa hay sao? Rất nhanh, Giang thần đã phát hiện ra mình đã quá cả nghĩ. Số lượng thần huyệt có hạn mức tối đa. Không phải nói có thể ngưng tụ không ngừng nghỉ dù sao diện tích trên thân thể tổng cộng cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Ở trong mắt của người bình thường, số lượng thần huyệt nhiều nhất tự nhiên là 49 cái. Giang thần ghét bỏ con số này quá ít. Nhưng đối với những người khác, trong một cảnh giới chỉ có thể ngưng tụ ra hai cái thần huyệt mà nói, 49 cái thần huyệt là một loại khiêu chiến. Từ điểm này cũng có thể cảm nhận được chỗ cường đại của thần mạch, người khác lo lắng, đau khổ, thế nhưng đối với người nắm giữ thần mạch, hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng khó trách sau khi đại phu nhân phát hiện ra thần mạch trong cơ thể gian thần đã phát điên cướp đoạt. Có điều, thân thể con người, số lượng thần huyệt có thể ngưng tụ kỳ thực cũng không phải là 49. Chỉ là người đạt đến số lượng ấy mới xung kích thông thiên cảnh. Cũng có rất ít người theo đuổi con số này. Căn cứ vào sự hiểu biết của bản thân gian thần, trong thần du cảnh người ngưng tụ ra thần huyệt nhiều nhất là 9981 so với 7749 còn nhiều hơn gần gấp đôi. Theo lý mà nói, dùng năng lực hiện tại của gian thần, chỉ cần đạt tới hậu kỳ nhập môn là có thể đạt đến, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Sau khi hắn ngưng tụ ra 49 cái thần huyệt, nếu muốn ngưng tụ thần huyệt nữa, độ khó tuyệt nhiên không giống trước đó. Chuyện này phải nói tới từ nguyên lý của thần huyệt, vần quanh ở trong kinh mạch quanh thân. 49 cái thần huyệt, vần quanh 12 chính kinh quanh thân, điểm viên mãn toàn bộ thì sẽ có thể nắm giữ thần huyệt cuồn cuộn không ngừng. 32 cái thần huyệt sau đó là điểm 8 cái kinh mạch ở ngoài 12 chính kinh. 8 cái kinh mạch này khá đặc thù, được gọi là kỳ kinh, vì lẽ đó mới được gọi là kỳ kinh bát mạch. 8 cái kinh mạch, không đi qua ngũ tạng lục phủ, lại không có phối hợp trong ngoài. Vì vậy, người tu hành có thể không cần để ý tới 8 cái kinh mạch này là có thể tấn cấp lên thông thiên cảnh. Nhưng nếu như điểm đủ 32 cái thần huyệt trên 8 kỳ kinh này. Như vậy có thể nói là đánh khắp cả thần du cảnh không có địch thủ, sau khi tấn cấp lên thông thiên cảnh càng có hiệu quả thần diệu. Giang thần nắm giữ ưu thế ở phương diện này, cho nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Kết quả là, trước tiên Giang thần đi tới một chuyến Hóa Long trì, sau khi từ vạn thú vực đi ra, công hiệu của Hóa Long trì so với hai lần trước đó còn tốt hơn một chút. Lần này không ai dám tới quấy rầy, ở dưới sự cho phép của trưởng lão, hắn để Bạch Linh cũng ngâm mình xuống dưới đó. Có điều Bạch Linh không kiên trì được mấy giây đã trực tiếp bay đi. Giang Thần mừng lớn. Chợt nhớ tình hình tới lần đầu tiên tới Hóa Long Trì, trong đầu hắn hiện ra một bóng người xinh đẹp. Sau khi từ Hóa Long Trì ra ngoài, Giang Thần không trở về Xích Tiêu Phong mà đi tới Ngọc Nữ Phong. Một ngọn núi rất là xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn cũng như những đệ tử xinh đẹp trên ngọn núi này vậy. Cũng bởi vì là nữ đệ tử cho nên Ngọc Nữ Phong không tùy tiện mở ra đối với người ngoài, còn được bày hai tầng trận pháp. Tầng trận pháp thứ nhất là đề phòng người khác dùng thần thức tra xét. Tầng trận pháp thứ hai là dùng cho phòng ngự. Ở trong mắt của Giang Thần, hai cái trận pháp này hắn có thể tùy tùy tiện tiện phá giải. Nhưng hắn không phải đến để đánh nhau, vì lẽ đó hắn rất quy củ đứng ở trước cửa. Ở dưới một cái cổng vòng có một cái chuông, mà bên cạnh có bày một cái chùi y sắc. Giang thần dùng sức trung một cái, cũng không lâu sau, sau cổng vòng có một nữ đệ tử đi tới, thanh xuân mỹ lệ, khoảng chừng trên dưới 20 tuổi. Có chuyện gì? Trên mặt nàng có thể nhìn ra được vẻ khó chịu khi bị người khác quấy rối, thế nhưng lại che giấu rất tốt ta là Giang thần, nghe nói lý sư tỷ tẩu hỏa nhập ma, không biết tình huống ra sao rồi. Giang thần nói ta nói ngươi cũng tới quá chậm đi, trong khoảng thời gian sư tỷ nhập ma. Người đến quan tâm đều xếp hàng ở dưới chân núi, hiện tại sư tỷ đã đột phá tâm ma, đã trở thành cường giả thông thiên cảnh rồi. Nói xong, trên mặt nữ đệ tử này tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Đột phá tâm ma sao? Giang thần ngẩn ra, trong lòng đau nhói một hồi, điều này đại biểu cho việc băng tâm quyết của Lý Tuyết Nhi đã thành, từ đây tim như băng, sẽ không còn lại bao nhiêu tình cảm nữa. Giang thần không ôm hy vọng xa vời, cho là cảm tình của mình và sư tỷ có thể đánh vỡ được băng tâm quyết, ma chú. Không phải là hắn tự ti, mà là một loại kiên cường không muốn tự mình lừa dối bản thân mình. Hắn biết rõ băng tâm quyết là công pháp ra sao, chuyện xảy ra của người tu luyện công pháp này, hắn khá là rõ ràng. Một nữ nhân, vì theo đuổi lực lượng to lớn cho nên tu luyện băng tâm quyết, trở thành một đại cường giả, nhưng mà lục thân không nhận khi thân nhân của nàng gặp phải suy cơ sống còn nàng không đi cứu giúp nguyên nhân chỉ là lúc đó nàng đang trong lúc mấu chốt khi tu luyện sau đó nàng báo thù thay cho người thân nhưng căn cứ vào người chứng kiến từng nói lúc nàng báo thù giết người thì không hề có cừu hận và lửa giận giống như là một cỗ máy đang hoàn thành chỉ thị của mình vậy cũng là một nữ nhân khác cũng tu luyện băng tâm quyết thực lực tăng nhanh như gió bởi cảm thấy người thương làm lỡ tu hành cho nên muốn một đau cắt đứt chặt đứt tơ tình kết quả người thương của nàng không chịu từ bỏ cho rằng dựa vào mình thành tâm là có thể cảm động được nữ tử này dính chặt lấy nàng kết quả quấy nhiễu cho nữ nhân kia khổ không thể tả làm nàng giết chết hắn nguyên nhân là bị dây dưa làm lỡ nàng tu luyện ngoại trừ nữ nhân ra cũng có nam nhân tu luyện qua băng tâm quyết mà làm việc còn tuyệt tình hơn so với nữ nhân Người tu luyện công pháp này sẽ không trở thành ma đầu điên cuồng thích giết chóc, chỉ là sẽ biến thành một cỗ máy không có tình cảm mà thôi. Ngươi giết thân bằng cố hữu của hắn, nếu như không ngại thì hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản. Nhưng nếu như ngươi làm lỡ việc tu hành của hắn, hắn sẽ không chút lưu tình giết chết ngươi. Chương 232: Băng linh tộc. Giang thần đã từng nghiên cứu qua Băng Tâm Quyết, coi nó là một cái khiêu chiến, muốn phá giải tác dụng phụ của công pháp này kết quả cuối cùng là làm người bi ai, không có cách nào thay đổi được công pháp. Bởi vì băng tâm quyết không phải là thứ để cho nhân loại tu luyện, là công pháp của băng linh tộc. Băng linh tộc Một trong các chủng tộc viễn cổ, cho dù ngoại hình và kết cấu thân thể giống như đúc với nhân loại, có điều lực lượng thần bí ở bên trong lại làm cho những chủng tộc viễn cổ này có thể giống yêu thú vậy, nhanh chóng trưởng thành, vì vậy được cho rằng cao quý hơn nhân loại. Nói một cách đơn giản, nhân loại không điều động được băng tâm quyết, gượng ép tu luyện sẽ trở thành nô lệ của công pháp. Năm đó Giang Thần công bố thành quả mà hắn nghiên cứu ra cho chúng nhân, hy vọng mọi người không nên mù quáng tu luyện công pháp này. Bởi vì người tu luyện, không phải tâm tính xảy ra thay đổi, mà là thất tình lục dục bị chém đứt. Khi biết công pháp tu luyện của Lý Tuyết Nhi là băng tâm quyết, Giang Thần đã vô cùng lo lắng, hận không thể chạy về thiên đạo môn, ngăn cản tất cả những chuyện này nhưng mà sư tỷ nhập ma đã hầu như không có lựa chọn nào khác nếu không có cách nào chém tâm ma một thân tu vi của sư tỷ sẽ bị phế kinh mạch đóng băng lại từ đây sẽ biến thành phế nhân một khi chém tâm ma thành công băng tâm quyết sẽ đại thành từ đây trở thành người băng khi đó gian thần không biết nên đi kỳ vọng nàng thất bại hay là thành công hắn chỉ biết là bây giờ nghe tin tức sư tỷ thành công trong lòng hắn như băng không có nửa điểm cao hứng nào cả. Không biết ngươi có thể thông báo giúp ta một tiếng hay không, ta muốn gặp gỡ sư tỷ. Giang thần nói. Hả? Người muốn gặp Lý Tuyết Nhi có rất nhiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ đệ tử này nghe thấy lời thỉnh cầu như vậy, nàng có rất nhiều lý do để từ chối. Chỉ là, nàng nhìn vẻ mặt của Giang thần, lời đến bên miệng lại không nói ra được. Thanh âm khàn khàn và ánh mắt vô thần, thương cảm đến mức làm cho người ta đau lòng có điều sư tỷ không phải ai cũng có thể gặp được nàng vẫn phải từ chối mời hắn vào chính vào lúc này một âm thanh quạng cu ẻ từ trên núi truyền đến cách xa nhau ngàn thước tuy rằng không phải rất to rõ ràng thế nhưng cũng có thể coi như là vang vọng ở bên tai nữ đệ tử này cả kinh đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy lý tuyết nhi chủ động mời người vào núi hắn là ai Giang thần xích tiêu phong gian thần. Không phải hắn đã chết ở vạn thú vực rồi sao? Làm sao có khả năng? Tin tức của nữ đệ tử này không đủ linh thông, còn không biết chuyện đã xảy ra ở tỷ thí, lúc này nàng dẫn gian thần đi tới cung điện ở sườn núi, mở cửa để hắn đi vào. Chợt, nàng lập tức đi tìm người khác hỏi dò. Xem rốt cuộc lai lịch của gian thần này ra sao? Ta nói này, ngươi cũng thật là, sao lại không để ý đến chuyện bên ngoài như vậy chứ đến gian thần cũng không biết hiện tại hắn là nhân vật nổi danh nhất trong toàn bộ hỏa vực đó không ngờ ngươi lại có cơ hội nói chuyện với gian thần sư huynh mà hắn là ai cũng không biết trời ạ à, ta thực sự là phục ngươi rồi lúc này nữ đệ tử kia mới ý thức được thiếu niên nho nhã lễ độ kia là nhân vật kinh khủng như vậy nàng có một loại ý nghĩ rất hoang đường nếu gian thần hung hăng một chút có lẽ nàng sẽ liên tưởng đến việc người này không đơn giản. Trong cung điện, u tỉnh mà tối tăm, những vật dụng bên trong không có, chỉ có vài chiếc đèn băng điêu khắc hoa sen gác ở trên cột, tỏa ra ánh sáng màu lam. Lý Tuyết Nhi đang ngồi ở trên bồ đoàn, ở trung tâm cung điện, mắt hơi liêm diêm. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Khí chất, lạnh như băng. Giang thần do dự trong chốc lát, đi tới. Sư tỷ, Từng. Lý Tuyết Nhi chậm rãi mở đôi mắt ra, nếu như nói trước đó Giang Thần còn ôm ấp hy vọng xa vời, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt này, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Ánh mắt này không có bất kỳ rung động gì cả, đối diện với hắn là uy nghiêm của thông thiên cảnh. Chúc mừng sư tỷ đã đạt đến thông thiên cảnh. Giang thần vừa mở miệng, đồng thời cũng hoài nghi có phải túi mật của mình vỡ rồi hay không mà miệng đầy cay đắng. Từng. Lý Tuyết Nhi khẽ gật đầu, lấy ra một viên linh đang đột phá lục phẩm, nói. Ở vạn thú vực, ta đã được ngươi chăm sóc, đây là thứ ta cho ngươi. Báo ân sao? Giang thần sững sờ, đây không phải là việc làm của người tu luyện băng tâm quyết. Từ nay về sau, chúng ta sẽ thanh toán xong tất cả, sau này không được tới quấy rầy ta tu hành nữa. Lý Tuyết Nhi nói. Giang thần cười khổ không thôi, hóa ra không phải báo đáp, là phân rõ giới hạn sư tỷ không cần phải lo lắng, ta sắp đi tới thánh viện rồi. Giang thần nói. Từng. Lý Tuyết Nhi rất bình thản, không có lời nào thừa thải. Linh Đan, ta cũng không thiếu, ta tới là để nhìn tình huống của sư tỷ. nếu không còn chuyện gì, như vậy ta cáo từ. Giang thần nói xong lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, viên Linh Đan lục phẩm này bay đến ngực của hắn. Cầm lấy. Lý Tuyết Nhi chỉ nói ra hai chữ. Giang thần khẽ cắn răng, cầm lấy Linh đang đột phá lục phẩm, không nhịn được, kích động nói. Sư tỷ, tại sao ngươi lại muốn tu luyện băng tâm quyết, nếu như ngươi cần công pháp có uy lực mạnh mẽ? Ta có ngàn bản vạn bản. Ngươi không cần phải như vậy mà. Tiếng nói của hắn vang vọng ở bên trong cung điện trống rỗng, lập tức, chỉ có tiếng hít thở của một mình hắn mà thôi. Lý Tuyết Nhi như tượng băng, lồng ngực không có phập phòng như bình thường. Đây là lựa chọn của ta, cuộc đời của ta, ta làm chủ, lời của ngươi ta không muốn tiếp tục nghe nữa. Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Được. Ta cầm, Linh đang đột phá lục phẩm, quả thực đáng giá thay cho những việc ta làm ở vạn thú vực. Giang thần nắm chặt Linh đang lục phẩm, nhanh chân đi về cửa. Khi đi qua một chiếc đèn bằng băng khắc hoa sen. Theo bản năng hắn vừa nhìn một cái, phản chiếu khuôn mặt của Lý Tuyết Nhi, làm cho hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhưng hắn nhìn thấy sư tỷ đã nhắm hai mắt lại. Ảo giác sao? Vừa nãy ở bên trong phản chiếu, Giang Thần Như đã nhìn thấy trên mặt của sư tỷ xuất hiện vẻ biến hóa. Nhưng bông tuyết không phải là gương, tất cả mọi thứ nó phản chiếu đều có thể vặn vẹo, Giang Thần không có cách nào xác định được. Vừa ra khỏi cung điện, hắn không nói hai lời bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong sau khi bay ra rất xa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngọc Nữ Phong. Cũng được, ta cũng không có thời gian quan tâm tới tư tình nhi nữ. Cảm tình với sư tỷ, Giang thần biết từ đây đã đứt đoạn mất, không thể nối lại được nữa. Ngày cuối cùng trước khi Giang thần khởi hành tới Thánh Viện, Giang thần đã được thông báo đi gặp trưởng giáo. Hắn đi tới Thiên Đạo Điện, đẩy cửa đi vào, phát hiện ra bên trong không phải có bố trí như hắn suy nghĩ, chỉ có một cái tiền thính nho nhỏ, hai bên trái phải đều có một cánh cửa nhỏ. Đi về cửa bên trái, theo thần thức của ta đi vào bên trong. Âm thanh của Tô Tú Y xuất hiện ở bên tai. Giang thần không suy nghĩ nhiều, hắn đi vào trong, đi tới một cái đường nối đóng kín, quanh co khúc khuỷu. Đi không được bao lâu mà hắn còn có thể nghe thấy âm thanh bánh răng vận chuyển. Mỗi một đoạn trên lối đi này đều biết biến hóa, nếu như không có ai chỉ dẫn, chỉ sợ cả đời sẽ vòng tới vòng lui ở chỗ này mà thôi. Giang thần lấy làm kinh hãi, cũng còn tốt không lâu lắm, trước mắt hắn đã xuất hiện một cánh cửa. Hắn dùng sức đẩy ra, tia sáng đột nhiên xuất hiện làm cho hắn không thích ứng kịp. Một lát sau, hắn mới thu lại bàn tay che ở trước mắt, hắn nhìn thấy một màn khiến cho hắn rất kinh ngạc. Bên ngoài cửa là vách núi, phương xa là cảnh sắc núi sông bao la, biển mây liên miên không dứt ánh trời chiều ở một mặt khác trong thiên địa, dường như có độ cao gần như bằng hắn vậy. Ở bên cạnh vách núi có xây dựng một cái tròi nghỉ mát. Tô Tú Y ngồi ở bên cạnh bàn đá, đang vẫy tay với hắn. Giang thần đi tới, phát hiện ra trên bàn có bầy mấy vò rượu và một thanh đao bất phàm. Ngươi là người có sinh mạng mạnh mẽ nhất mà ta thấy, có thể đi ra từ vạn thú vực, thực sự là lợi hại. Tô Tú Y nói. Chương 233, đệ nhất nhân đao pháp. Trưởng giáo chính là trưởng giáo, các trưởng lão khác ở trước mặt gian thần nhắc tới vạn thú vực đều rất là kiên kỵ, chỉ lo gian thần trách tội môn phái không có cứu viện. Hóa ra trưởng giáo không ôm lòng tin đối với ta. Giang thần tùy ý nói. Tô Tú Y nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi. Có trách môn phái không cứu ngươi hay không? Ta không thể trở về đúng lúc, không phải là lỗi của môn phái. Môn phái cứu ta là ân tình, không cứu ta là đạo lý. Giang thần nói. Tô Tú Y rất bất ngờ đối với những lời này, hắn ra hiệu cho Giang thần ngồi xuống nói chuyện. Biết tại sao ta gọi ngươi tới không? Tô Tú Y lại nói. Ta đoán là muốn truyền cho ta võ học hoặc là công pháp trấn phái của thiên đạo môn. Giang thần nói đùa. Không phải, không có võ học và công pháp, tới là để hỏi mà thôi. Nói tới chỗ này, Tô Tú Y nghiêm mặt, nghiêm nghị nói. Thiên đạo môn và đại hạ hoàng triều cùng tồn tại một chỗ, năm đó hoàng triều dời đô cũng là bởi vì thiên đạo môn. Hôn ước của ninh hạo thiên và phi nguyệt công chúa chính là do thiên đạo môn và hoàng triều kết minh. Ninh hạo thiên là trưởng giáo do trưởng lão đoàn nội định, người muốn tranh với hắn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng người đã giết chết tam hoàng tử, người làm trưởng giáo, chẳng phải sẽ lập tức khai chiến cùng hoàng triều hay sao? Đột nhiên làm khó dễ khiến cho người ta không kịp ứng phó. Giang thần bưng chén rượu lên cũng quên đặt xuống. Hắn không nghĩ tới Thiên đạo môn đã nội định trưởng giáo, càng không nghĩ đến Tô Tú y sẽ nói ra lời này. Có ý gì? Để cho mình biết khó mà lui, chủ động lui ra hay sao? Hay là Thiên đạo môn thông đồng cùng Hắc Long Thành, muốn trước khi mình đi tới thánh viện xóa bỏ mình trước? Với tâm trí của Giang thần cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không biết nên làm gì. Ha 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 nhìn thấy phản ứng của Giang Thần, Tô Tú Y đột nhiên cười to, tiếng cười không hiểu ra sao, mang theo vài phần thê lương. Được rồi, không cần sốt sắng, ngươi sẽ không sao cả, nhưng chức vị trưởng giáo, quả thực đừng hy vọng. Tô Tú Y nói. Giang Thần suy nghĩ một chút, hỏi. Ninh Hạo Thiên biết ta không có hy vọng sao? Ngươi rất biết nắm mắt trọng điểm, hắn còn không xác định được chuyện này. Tô Tú Y nói. Giang thần uống một hớp rượu, nói. Ngày hôm nay trưởng giáo gọi ta đến, rốt cuộc là có ý gì? Trưởng lão đoàn ủng hộ Ninh Hạo Thiên, ta ủng hộ ngươi, nếu không tại sao ta lại phải nói chuyện quan trọng đó ra cho ngươi nghe chứ? Tô Tú Y dùng giọng đương nhiên nói. Vậy tại sao trưởng giáo ủng hộ ta? Giang thần không dễ tin như vậy. Ngươi hoài nghi là âm mưu hay sao? Tô Tú Y hiếp mắt, hắn luôn luôn phong lưu phóng khoáng thế nhưng một khi chăm chú lại giấu diếm phong mang, mang đến áp lực không nhỏ cho người ta. Đúng vậy, ta có cái gì đáng để trưởng giáo ủng hộ sao? Giang thần nói. Bởi vì chúng ta có cùng một mục tiêu. Là cái gì? Tô Tú Y không lo lắng, ung dung thông thả uống một hớp rượu, trong ánh mắt không kiên nhẫn của Giang thần, hắn nói. Ngươi nhất định phải cứu phụ thân ngươi hay sao? Đương nhiên. Vậy ngươi có biết, chuyện của phụ thân ngươi không chỉ có liên quan đến Nam Phong Lĩnh và Hắc Long Thành, mà còn có Hoàng Triều nữa. Bọn họ cũng xem phụ thân ngươi là thẻ đánh bạc để áp chế thiên phong đạo nhân. Chuyện này, Giang Thần lấy làm kinh hãi, tin tức nặng ký như vậy, nếu không phải tư duy của hắn nhanh nhẹn thì đã sớm không phản ứng kịp nữa rồi. Chật, hắn không xoắn suýt là thật hay là giả nữa, hắn không muốn bị động, hỏi. Như vậy ý tứ của trưởng giáo là, kẻ địch của ngươi cũng là Vương Triều. Ngươi rất thông minh. Tô Tú Y hào phóng thừa nhận, nói. Ngươi muốn đối phó với Hắc Long Thành, Hoàng Triều sẽ đối phó với ngươi, sau khi ngươi giết chết Tam Hoàng Tử, lý do của bọn họ sẽ càng đầy đủ. Ta biết Giang Thần gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào hắn như cũ. Đây không phải là đáp án mà hắn muốn. Ngươi biết Thanh Phong Sơn Trang và Quốc Cửu Phủ không? Tô Tú Y cũng hiểu rõ, Hắn định nói cho đối phương biết tất cả. Giang thần nhíu nhíu mày, thật vất vả mới từ trong một ít ký ức tìm được tin tức tương quan. Thanh Phong Sơn Trang đã từng là một phe thế lực trong Đại Hạ Vương triều, dùng kiếm, đệ tử trong môn có thể tranh tài cùng quy nhất kiếm phái. Quốc Cửu phủ đương nhiên càng dễ hiểu hơn, là cửu cửu của hoàng đế Đại Hạ. Hai việc này kết nối với nhau, Giang thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy chục năm trước, thanh phong sơn trang và quốc cửu phủ bị người ta diệt. Một đao khách, một người một ngựa, diệt sạch cao thủ của hai thế lực lớn. Tên của vị đao khách này, đến nay vẫn là người đứng đầu bản truy nã bản của Đại Hạ Vương Triều, tiền thưởng cao nhất, thế nhưng thân phận thực sự của đao khách, đến nay không ai được biết. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào cây đao trên bàn đá, vốn hắn không coi là chuyện gì đáng kể, bây giờ nhìn lại, lại có một tầng thâm ý, không sai, đao khách kia là ta, Ba đứng đầu bản truy nã bản của đại hạ vương triều, hiện giờ, ngươi có tin không? Tô Tú Y nói. Tin là một chuyện, rõ lại là một chuyện khác, kính xin trưởng giáo giải thích ngọn nguồn chuyện này. Giang thần nói. Được rồi. Tô Tú Y bất đắc dĩ nhún vai một cái, lại uống một ngụm lớn rượu mạnh, nói. Vậy thì phải nói tới một cố sự, ngươi có đồng ý nghe không? Đồng ý, Giang thần gật đầu nói. Sau đó, Tô Tú Y bắt đầu giảng giải chuyện xưa của chính mình. Trước khi Tô Tú Y còn không phải là trưởng giáo của thiên đạo môn, hắn là đại thiếu gia của một thế gia. Khi đó ta còn không biết gia tộc của mình là một thành viên của trưởng lão đoàn, cũng chính là tổ tông của ta sáng tạo ra. Vì lẽ đó, khi ta còn trẻ không hiểu tại sao phụ thân lại buộc ta tu luyện, ta biết thực lực mạnh mẽ rất quan trọng. Thế nhưng trừ lúc ăn cơm ngủ nghĩ ra, tại sao một khắc thanh nhàn ta cũng không có chứ? lúc nói chuyện tô tú y như đang hồi tưởng lại những năm tháng đã từng thuộc về mình kia khóe miệng hiện lên nụ cười ngóng trong mê muội mặc kệ lúc trước ra sao đoạn thời gian thanh xuân kia buồn phiền ra sao khi quay đầu lại thì mới biết đó mới là đoạn ký ức tốt đẹp nhất sau khi cảnh giới của ta đại thành còn chưa kịp lấy hơi thì phụ thân lại buộc ta bái hỏa vực đao thánh làm sư phụ khi đó ta không chịu được chuyện vận mệnh của mình bị điều khiển và chi phối như vậy ta bắt đầu chống lại không hề có một chút tiếng động nào cả ta dùng tay trái để thay thế cho tay phải luyện đao cùng đao thánh hắn liếc mắt nhìn tay trái của gian thần hiển nhiên đã nhớ ra gian thần là kiếm khách tay trái sư phụ ta ấy nói là đao thánh kỳ thực là một lão già tính khí rất kém cỏi ta đây là đồ đệ thứ nhất của hắn không lâu sau đó sư đệ ngốc của ta xuất hiện là một người thiếu niên bướng bỉnh và mạnh mẽ tới cực điểm hắn muốn bái lão già làm sư phụ lão già nói thiên phú của hắn không đủ bảo hắn trở về thế nhưng ta biết là bởi vì người sư đệ này của ta nghèo mặc y phục toàn là mảnh vá sau đó chính là kiểu cũ quỳ mãi không đứng lên hy vọng dùng thành ý để đánh động lão già đương nhiên hành động này là vô dụng một lần quỳ của hắn chính là nửa năm dựng lên một cái ổ chó mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra thì chính là quỳ xuống ta biết thành ý đối với lão già kia mà nói chỉ là một đống phân vô dụng sau đó ta khuyên hắn trở về hắn không chịu ta thấy khuôn mặt chấp nhất của hắn cho nên mới nói với hắn ta sẽ dạy đao pháp cho hắn đến hiện tại ta vẫn còn nhớ phản ứng lúc đó của sư đệ ngốc lúc đó ngẫm lại ta còn tưởng rằng lão già kia không biết kỳ thực từ đó trở đi hắn đã ngầm đồng ý rồi ta bắt đầu chăm chú luyện đao bởi vì thiên phú của ngốc sư đệ cực cao, đao chiêu ta không luyện được, hắn còn để vào trong mắt đó. Cũng không lâu lắm, trình độ của hắn đã đuổi kịp ta, bằng trình độ tay trái dùng đao của ta. Ta hỏi hắn tại sao lại say mê như vậy, hắn nói muốn trở thành đệ nhất nhân đao pháp. Chương 234, Huyền Vũ Chân Công Ta nở một nụ cười, bởi vì ngay lúc đó đệ nhất nhân đao pháp chính là lão già kia. Hắn lại hỏi ta, tại sao ta không chăm chú luyện đao, ta nói trời sinh ta thuận tay trái, không thích hợp đường đao của lão già kia. Ngốc sư đệ sửng sốt một chút, nói với ta tương lai khi hắn trở thành đệ nhất nhân đao pháp, hắn sẽ dùng mạng để bảo vệ ta. Khi đó có một quy củ, không dùng tới lực lượng cảnh giới, dùng võ học thuần túy để tranh tài. Vì đoạt được tên tuổi đao thánh cho nên mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến lão già kia. Mà tuy tính khí của lão già kia không tốt, Thế nhưng quả thực đao pháp rất kinh người, mỗi người tới khiêu chiến đều để lại tính mạng của mình. Cứ như vậy năm này qua năm khác, rốt cục đã có một ngày, lão già nên đón một đối thủ mạnh nhất, người đoán xem là ai. Giang thần nghe thấy say mê, không chút suy nghĩ, bật thốt lên. Sư đệ của ngươi. Nói chuyện với người quá thông minh thực sự là vô vị quá. Tô Tú Y cười khổ một tiếng, uống một hớp rượu, ngữ khí có chút chập trùng. Ngốc sư Đệ luyện đao được mấy năm, xưa nay không nói câu nào với lão già kia, đến khi kết thúc động thủ cũng giống như vậy, mà lúc lão già kia chết cũng giống như vậy. Lão già chết ở trên tay của Ngốc sư Đệ, trước khi chết lại đưa bội đao của chính mình cho hắn. Một trận chiến sinh tử, không có oán hận, là số mệnh của đệ nhất đao khách. Lão già này tự nguyện chết ở trong tay của Ngốc sư Đệ. Hoàn thành một đao mạnh nhất của hắn. Có điều thế nhân đều cười lão già nói hắn thu hai đồ đệ một tên rác rưởi một người giết sư phụ một đời đao thánh chết đi thì chẳng là cái thá gì nữa sau đó ta và ngốc sư đệ ở riêng ngốc sư đệ cất bước khắp nơi tạo ra danh tiếng mà đại đồ đệ của đao thánh như ta về đến nhà là bắt đầu có những tháng ngày thảnh thơi mà ta tha thiết ước mơ không được mấy năm ngốc sư đệ của ta đã trở thành đao thánh tuổi trẻ đánh bại vô số cao thủ võ học hỏa vực đương nhiên người mà hắn đắc tội cũng có rất nhiều có điều cũng còn may mọi người đều cho là chúng ta có thâm cừu đại hận cũng không trút giận lên người ta không ít người trở về tìm ta thanh lý môn hộ có điều sau khi thấy được đao pháp trên tay trái của ta tất cả đều rất trực tiếp rời đi không ai biết được mỗi lần thắng lợi ngốc sư đệ sẽ tìm đến ta nói chuyện với ta bình thường đều là hắn nói nói đã đánh bại cường địch nào đó lại nói đau của mình còn chưa đủ nhanh, nếu như là sư phụ thì người sẽ làm thế nào? Một lần cuối cùng, hắn đến nói cho ta biết, hắn sắp sửa tỉ thí cùng đại đệ tử của Thanh Phong Sơn Trang. Lúc đó ta chỉ cho rằng là một lần rất bình thường. Hắn sẽ thủ thắng, trở lại oán giận sao đối thủ này lại kém cỏi như vậy. Cũng không ngờ được, đó là một lần cuối cùng. Ngốc sư đệ thắng, thắng rất dễ dàng, chỉ là thanh phong sơn trang lại không thua nổi bọn họ kết hợp với quốc cửu phủ, nói với đại hạ hoàng đế, đao trong tay ngốc sư đệ là đao thánh đao, đệ nhất đao của hỏa vực, vì vậy hoàng đế mới muốn xem xét. Ngốc sư đệ rất ngốc, nếu như là lão già thì đã sớm đưa đao đi, lại yêu cầu một khoản tiền là được rồi. Thế nhưng ngốc sư đệ cố ý không giao đao, nói đây là đao của sư phụ, có thể giết chết tất cả những đao khách khác. Sau đó chính là vây giết, truy sát, giết chóc. Liên tục nhiều lần, cuối cùng hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, đao bị hoàng đế cầm đi, buồn cười, hoàng đế không nhìn vài lần đã vứt đao qua một bên. Như vậy cái mạng này của ngốc sư đệ ta cũng đã không còn. Tô Tú Y lại mở một bình rượu ra, sắc mặt đỏ lên, ngữ khí kích động. Ta cầm lại đao của sư phụ, tay phải dùng đao, trước hết giết thanh phong sơn trang. Sau lại giết quốc cửu phủ. Hắn đứng dậy, hai tay chống đỡ lên trên bàn, nói ta còn muốn giết về kim loan điện, chém đầu của tên cẩu hoàng đế kia xuống. Lời vừa nói ra, phong vân biến sắc. Mặt của Giang thần không hề có chút cảm xúc nào cả, sau một lúc lâu, hắn nói. Không ai biết đúng không? Đúng, mọi người đều cho rằng ta giống như ngươi, là thuận tay trái, ngốc sư đệ giết chết sư phụ, lúc trước thi thể của hắn còn được người có ý tốt đưa tới phủ của ta. Giang thần, ta hỏi ngươi, nếu như hoàng đế muốn xem kiếm của ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Tô Tú Y đột nhiên nhìn hắn. Giang thần còn chưa nói, Tô Tú Y lại nói: "Có phải ngốc sư đệ của ta rất ngu ngốc hay không? Không, ta kính nể hắn, dũng khí như vậy không phải là ai cũng có thể có được." Giang thần nói: "Ví dụ như ngươi chém giết tam hoàng tử trước mặt mọi người vậy." Tô Tú Y nói: "Cái kia không phải là dũng khí." là có Tôn Giả Thánh Viện làm chỗ dựa, sư đệ của ngươi mới là người có dũng khí." Giang thần nói, "Hiện giờ, ngươi đã hiểu chưa?" "Đã hiểu." Giang thần gật gật đầu, "Sở dĩ ngày hôm nay Tô Tú Y nói những chuyện này là bởi vì hắn giết chết Tam hoàng tử. Lực lượng của Thiên Đạo môn không trông cậy nổi đâu, một khi trưởng lão đoàn biết dụng ý của ta cũng sẽ bãi miễn chức vị trưởng giáo của ta. Chúng ta nên làm như thế nào đây?" Giang thần hỏi. Những năm này, ta đã thành lập một thế lực ở Long vực, phát triển tới hôm nay đã được mấy chục năm. Hiện tại có lẽ cũng có chút quy mô. Hả? Ngươi đi tới Long vực, tiếp quản bọn họ, đúc trở lại, tấn công Hắc Long Thành, động vào chỗ mấu chốt của Đại Hạ Vương triều. Lời nói tới chỗ này đã rất rõ ràng rồi. Hiện tại chỉ chờ Giang thần tỏ thái độ nữa mà thôi. Giang thần không có suy nghĩ nhiều, nói Chưởng giáo đã nói rõ ràng như vậy, ta không có lựa chọn nào khác, không có trưởng giáo trợ lực, ta đi cứu phụ thân sẽ bị đại hạ vương triều ngăn cản. Chuyện này, người nào cản trở ta, ta giết kẻ đó. Được. Tô Tú Y đưa đao trên bàn cho hắn, nói. Đây là đao của lão già kia. Sau khi ta dùng đã rèn thêm một lần, thế lực ở Long Vực, thấy đao như thấy ta. Chưởng giáo hy vọng ta cầm đao này đi hiệu triệu bọn họ sao? Giang thần hỏi. Không đơn giản như vậy đâu, thế lực mà ta sáng lập, chỉ trung với đao, không trung với người. Lúc ta rời đi đã ủy thác cho đại đông chủ, mấy năm qua, ta phát hiện hắn đã có ý tứ thay ta, nếu như ngươi cầm đao đi qua, nhất định sẽ bị giết. Giang thần sửng sốt, không nghĩ tới lại còn có việc này. Cái này cũng là khiêu chiến đối với ngươi, cũng không thể dễ dàng thu được một thế lực mạnh mẽ đấy chứ. Mặt khác, ta sẽ dạy ngươi đao pháp, cứ như vậy, ngươi sẽ trở thành sư đệ của ta." Giang thần còn đang kinh ngạc với thân phận biến hóa thì lại nghe thấy Tô Tú Y nói: "Hy vọng ngươi đừng rơi vào kết cục giống như ngốc sư đệ kia của ta." Giang thần không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới nói ra một câu thô tục. "Ha ha ha ha." Tô Tú Y cũng không tức giận, thoải mái cười to. Buổi tối sau đó, Giang thần tiếp nhận thanh đao tên là Hắc Nguyệt, thu được vô cực đao pháp. Nếu như ngươi có thể luyện đao pháp đến một chiêu cuối cùng, như vậy sẽ có thể cầm cái đao này thống lĩnh được thế lực của ta." Tô Tú y nói. "Ồ." Giang thần rất tò mò, võ học cao đến đâu cũng phải chịu hạn chế cảnh giới, không chừng khi nắm giữ thức cuối cùng vẫn còn là thần du cảnh, như vậy hắn lấy đâu thực lực đi thống lĩnh thế lực kia cơ chứ? Có điều hắn cũng không hỏi, đáp án hắn sẽ tìm được ở bên trong đao pháp. "Đi đi, với tuổi tác của ngươi, đi nơi như long vực, quả thực thích hợp với ngươi. Mặt khác, còn có một việc ta cần nói cho ngươi biết. Âm thanh của Tô Tú Y trầm thấp, ánh mắt nghiêm nghị, không nghe đã biết là chuyện rất nghiêm trọng. Trước đó Ninh Hạo Thiên tu luyện bác hoang lục hợp trở thành thông thiên cảnh. Truyền thừa mà hắn thu được lần này không phải là chuyện nhỏ, không phải là do tiểu nhân vật để lại. Ở trong truyền thừa hắn thu được huyền vũ chân công, là công pháp huyền bí và võ học kết hợp lại với nhau, phối hợp với bác hoang lục hợp, một khi thành công, có tỷ lệ rất lớn leo lên thanh vân bản. Đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn không phải là đối thủ của Ninh Hạo Thiên như cũ, như vậy hắn sẽ ra tay đối với xích tiêu phong và nam phong lĩnh của ngươi. Ta đã hiểu rõ. Giang thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Hạo Thiên sẽ không để cho tất cả chính cái thần mạch của hắn khôi phục. Đồng thời để cho cảnh giới của hắn đuổi kịp mình sở dĩ đối phương nhẫn nhịn đến hiện tại mà không động thủ, là bởi vì hắn ta phải tăng thực lực lên tới mức khi ra tay đối phó với hắn mà sẽ không phải chịu lực cản, nói đúng ra, là không cần lo lắng tới hậu quả. Một khi leo lên thanh vân bản, hắn sẽ có thể tùy ý động thủ. Lần sau, lúc ngươi trở lại, rất có thể sẽ là thời khắc cuối cùng trong số mệnh của các ngươi. Tô Tú Y nói. chương 235: đi tới thánh viện. Thiên Vương Phong, bên trên đỉnh núi có một tòa lầu cao bằng gỗ, đỉnh như chui vào trong mây. Trên mái nhà, Ninh Hạo Thiên đi xa trở về đứng ở ngoài cửa sổ, ở bên trên độ cao ngàn trượng này, tầm mắt của hắn bao quát non sông, không khỏi khiến cho hắn sinh ra hào khí ngập trời. Đặc biệt là nghĩ đến thu hoạch của chuyến này, tâm tình của hắn trở nên kích động, hận không thể lập tức bế quan tu luyện. Nhưng trước đó, hắn còn muốn gặp một người, mẫu thân Tô Thuyên của hắn. Rời khỏi bảo tháp, Tô Thuyên bỏ ra mấy ngày mới đến được Thiên Đạo môn, dựa vào thân phận mẫu thân của Ninh Hạo Thiên. Nàng một đường thông suốt đi tới Thiên Vương Phong, leo lên trên lầu cao. Mẫu thân đại nhân. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Hạo Thiên nhìn thấy dấu bàn tay còn không biến mất trên mặt Tô Thuyên, hắn vừa ấy nấy lại vừa giận dữ còn không phải do tiểu súc sinh kia hay sao nói tới chỗ này tô thuyên cũng tràn ngập lửa giận gian thần ta muốn giết hắn ninh hạo thiên nói xong muốn đi xích tiêu phong tìm gian thần tính sổ có điều hắn lại bị tô thuyên ngăn cản con một mực nhường nhịn gian thần thế nhưng mẫu thân lại phải chịu sỉ nhục như vậy con há có thể thờ ơ không quan tâm hay sao huống chi gian thần yêu thích dựa thế lừa gạt người khác như vậy đánh đuổi sư phụ chỉ trích sư phụ không bảo vệ tộc nhân của đệ tử mẫu thân cũng là người thân của con lần này thiên đạo môn không bảo vệ được hắn nữa ninh hạo thiên lạnh lùng nói vô dụng khi ta tới đây ta nghe người ta nói hắn đã khởi hành hiện tại hẳn là đang trên đường đi tới thánh viện tô thuyên nói vậy con sẽ bắt người thân của hắn để tiết hận coi như làm lợi tức ninh hạo thiên nói gì cũng không thể cứ quên đi như vậy nhìn dáng vẻ của hắn dường như là muốn đi tìm cao nguyệt gây phiền phức tô thuyên lại nghĩ đến tình báo của thiên cơ cát trong lòng nổi lên vẻ bất an không tên hắn có thân phận gì con có thân phận gì cơ chứ đối phó với mẫu thân của người khác chỉ là chuyện mà tiểu súc sinh kia có thể làm ra mà thôi hạo thiên con không thể tự cam đọa lạc như vậy tô thuyên nói hả lời này đã khiến cho ninh hạo thiên sửng sốt hắn trầm ngâm hồi lâu mới không cam lòng vung tay lên. Mẫu thân đại nhân, người cứ yên tâm đi, chờ sau khi con luyện thành huyền vũ chân công, đến lúc đó, gian thần và tộc nhân của hắn sẽ không đáng để nhắc tới, coi như là động thủ ở thiên đạo môn thì cũng không có vấn đề gì cả. Ninh Hạo Thiên tự tin nói. Tô Thuyên vui mừng gật cù. Chợt nhớ tới cái gì đó, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói. Hạo Thiên, hoàng gia từng nói, chỉ cần con có thể leo lên thanh vân bản thì sẽ cho phép chúng ta đối phó với nam phong lĩnh, lửa giận của thiên phong đạo nhân cũng sẽ được bọn họ gánh chịu. Nói xong, nàng lại bỏ thêm một câu. Chém giết tam hoàng tử ở trước mặt mọi người, tiểu tử kia thực sự coi hoàng thất là quả hồng mềm hay sao? Đây chính là chỗ tốt của thực lực, người mạnh mẽ, giá trị cũng sẽ càng lớn, con thân là phò mã, vốn hoàng triều đã vừa ý rồi. Hừng, hạo thiên, con muốn bế quan bao lâu tô thuyên nói nếu như cửu tiêu thần mạch còn ở đây thì ba bốn tháng là có thể thế nhưng bây giờ thần mạch chỉ còn lại ba cái ít nhất cần thời gian gấp đôi trở lên nếu như trong lúc đó thần mạch lại biến mất thì còn chưa chắc chắn nói đến đây ninh hạo thiên rất là không cam lòng và tức giận dư sức rồi gian thần cũng chỉ đi thánh viện một năm mà thôi tô thuyên khích lệ nói vâng Tô Thuyên bỗng nhiên nghiêm túc quan sát Ninh Hạo Thiên Mạo, vẻ vui mừng càng ngày càng đậm, nói. Hạo Thiên, Giang Thần, Nam Phong Lĩnh đều là vấn đề nhỏ, tâm nguyện lớn nhất cả đời này của mẫu thân chính là trở lại Long Vực. Trở lại Thánh Thành, mà không phải sống ổn ở nơi nhỏ bé này. Năm đó nàng được cả tới Hỏa Vực, rời khỏi khu vực trung tâm của Cửu Thiên Đại Lục, đây là nỗi khúc mắt của nàng, những năm này dù có nằm mơ thì cũng muốn trở về. Mẫu thân đại nhân, cứ giao cho con đi. Ninh Hạo Thiên biết tâm nguyện của nàng cho nên càng muốn liều toàn lực để hoàn thành. Như Tô Thuyên từng nói, Giang thần đã xuất phát, rời khỏi Thiên Đạo môn. Không có người đưa tiễn, bởi vì hắn không thích cảm giác ly biệt. Tất cả hành lý được bỏ vào trong nạp giới, bên hông chỉ buộc một cây đao, Bạch Linh vẫn rất hoạt bát. Lúc thì chạy đến phía trước, lúc thì vòng tới phía sau hắn. Một người một hổ vui đùa với nhau. Trên quảng trường ở Kinh Thành, hố to ba ngày trước bởi vì trận chiến của Giang Thần và Tam Hoàng Tử để lại đã được lấp đầy, bày ra một đống tảng đá chỉnh tề. Một cơ quan giống như con chim lớn đang đứng ở chỗ kia, mỗi một linh kiện đều rất là vuông vức, chấp phá thành một con chim, không có chân thực như cơ quan thú mà trước đó Giang Thần từng thấy. Thế nhưng, cơ quan giống con chim lớn hiện tại hoàn toàn không phải là thứ mà những cơ quan thú khác có thể so sánh được. Giang Thần có thể cảm nhận được tư thế như công bằng. Nghĩ tới tình cảnh khi dương cánh bay lượn, tuyệt đối sẽ rất là đồ sộ. Sau khi tới gần, Giang Thần phát hiện ra trên lưng chim có người, hơn nữa còn không ít, làm cho hắn đến sớm có cảm giác như mình đã tới muộn. Tôn giả Thánh viện và năm người kia đã ở phía trên. Nhìn thấy hắn đến, cũng không có ai oán giận, ngoại trừ Tôn giả Thánh viện ra, năm người khác có chút sốt sắng và bức trước. Lên đây đi tôn giả thánh viện nói. Giang thần gật gật đầu, mang theo Bạch Linh đi tới. Ngươi còn mang theo chiến sủng sao? Lữ Phi kinh ngạc nói. Hừng, Bạch Linh biết bay, có thể đi theo phía sau chúng ta. Giang thần nói. Không phải ta nói không được mang theo chiến sủng sao? Lữ Phi vội vã giải thích, nhưng lại không tiện nói lời ra khỏi miệng. Trong lòng những người khác rất rõ, Điều mà bọn họ kinh ngạc chính là gian thần đi thánh viện còn mang theo bạch linh tới, chỗ kia vừa thần thánh vừa xa lạ, một con chiến sủng không nói tới việc phiền phức mà còn rất dễ dàng gặp phải phiền phức không đáng có. "Không sao." Thánh viện tôn giả nói. Sáu người đã đến đông đủ, cánh của cơ quan giống con chim lớn bắt đầu vung lên, sức gió đáng sợ ở trong thời gian cực ngắn được ngưng tụ. Cánh chim vỗ. Cơ quan giống con chim lớn bay lên từ bình địa đi thẳng lên trên bầu trời quảng trường đã được chữa trị lại bởi vậy mà xuất hiện không ít vết rách đi lên trên không trung cơ quan giống chim lớn dùng một loại tốc độ kinh người phi hành không nên nhìn ra chung quanh chung quanh chim có trận pháp bảo vệ các ngươi sẽ không bị tốc độ như vậy xé rách có điều con mắt của các ngươi sẽ không theo kịp tốc độ này tôn giả thánh viện nói một câu nói khiến cho sáu người giật nảy cả mình tốc độ có thể xé rách được người sẽ kinh người thế nào chứ thừa dịp trong khoảng thời gian này các ngươi có cái gì muốn biết thì cũng có thể hỏi ta tôn giả thánh viện nói sáu người nhìn nhau nóng lòng muốn thử nhưng ai cũng không tiện là người thứ nhất mở miệng tiền bối chúng ta nên xưng hô người như thế nào đây cũng không thể gọi tiền bối hay là tôn giả được lữ phi là người thứ nhất nói chuyện trước sau vẫn liều lĩnh như một tôn giả thánh viện cười cợt nói các ngươi gọi ta là nam công đi nhìn thấy tôn giả hiền hòa như vậy bọn họ yên lòng trầm hoang hỏi một vấn đề rất không rõ ràng nói nam công tiền bối đi tới thánh viện chúng ta phải chú ý tới cái gì vậy tuân thủ quy củ của thánh viện chỉ đơn giản như vậy thôi mặt khác không cần phải nói thêm hai chữ tiền bối nữa nghe rất khó chịu nam công nói nam công chúng ta đi tới thánh viện một năm thật sự có thể trở thành thông thiên cảnh sao trầm hoang lại nói hai vấn đề của hắn để lại ấn tượng trực tiếp hàm hậu cho những người khác chỉ cần cố gắng các ngươi sẽ phát hiện ra ở thánh viện thông thiên cảnh không phải là mục tiêu cao nhất để theo đuổi nam công nói thông thiên cảnh cũng không phải là mục tiêu cao nhất theo đuổi như vậy thế nào mới là cao trong lòng trầm hoang ngứa ngáy khó nhịn còn muốn tiếp tục hỏi thế nhưng hắn cũng cảm thấy không quá thỏa đáng cho nên mới giữ yên lặng. Nam Công, chúng ta phải chờ ở trong thánh viện một năm, trong lúc đó có sát hạch không? Phi Nguyệt Công Chúa nói. Chương 236, Thánh Viện, đã đến. Vấn đề này làm cho người ta rất là hiếu kỳ, ngay cả gian thần cũng không ngoại lệ. Có, đồng thời sẽ rất nghiêm ngặt, sẽ có chương trình học sắp xếp và các cuộc thi xen kẽ. Nam Công liếc mắt nhìn sáu người trẻ tuổi bên người, từ từ nói. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu quá nhiều về thánh viện, vậy ta sẽ nói đại khái một chút, các ngươi có nghi hoặc thì cứ hỏi lại đi. Như vậy không thể tốt hơn, sáu người vẫn tai lắng nghe. Nam Công bắt đầu giảng giải. Thánh viện, trên tính chất là thế lực cùng loại với tông môn, bang phái, gia tộc, có thể nói thánh viện là tập hợp đủ loại ưu điểm của những thế lực này, bồi dưỡng được các thiên tài ưu tú đệ tử thánh viện một tháng một kiểm tra nhỏ ba tháng một thi lớn sáu tháng một sát hạch quan tâm tới sự trưởng thành của đệ tử trên toàn phương diện không thể như gian thần ở thiên đạo môn vậy rất lười nhác muốn tu luyện lúc nào thì tu luyện lúc đó trong một năm tiến tu này bảo ngắn cũng không ngắn lắm nói dài cũng không dài lắm thánh viện sẽ căn cứ vào tình huống của mỗi người các ngươi mà sắp xếp chương trình học tương ứng để hoàn thành vì lẽ đó các ngươi ở thánh viện thông thiên cảnh chỉ là kết quả rất bình thường các ngươi rất có thể đạt được thành tựu bất phàm ở trên trận pháp luyện đan hoặc là trên võ học nam công vạch trần bí ẩn sau khăn che mặt của thánh viện sáu người cũng không cảm thấy mờ mịt giống như trước đây nữa có phải là nếu không đạt đến yêu cầu của chương trình học thì sẽ bị đuổi về hay không trầm hoang hỏi vấn đề này rõ ràng là hỏi không nam công cười ha hả xem như là đã trả lời Nam công, ta có một vấn đề, đệ tử tiến tu của Thánh viện thường thường chỉ có nguyên nhân đặc thù mới sẽ được chiêu thu, lần này là tại sao vậy?" Giang thần đột nhiên nói. So với những người khác, vấn đề này của hắn rất là sắc bén. Đám người Trầm Hoang chìm đắm ở bên trong vui sướng, hưng phấn vì được đi tới Thánh viện, chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nghe Giang thần nhắc tới, cả đám kịp phản ứng lại. Thánh viện cử hành tiến tu ở các vực mỗi một vực ít nhất sẽ có ba đệ tử nhân số sẽ đạt tới mấy trăm nhiều người như vậy tới thánh viện thánh viện bồi dưỡng bọn họ thành tài vô điều kiện như vậy tại sao bởi vì thánh viện vốn là tượng trưng cho thế lực bảo vệ đại lục hay sao có lẽ có khả năng nhưng nếu như chỉ tin lý do này vậy tuyệt đối sẽ là kẻ ngu ngốc nam công khẽ cao mày lần này hắn không thoải mái trả lời nghi hoặc mà chỉ nói các ngươi sẽ biết được cố gắng lên sau đó là một khoảng thời gian rất dài và trầm mặc. Nam Công nhắm mắt dưỡng thần, sáu người khác không dám ồn ào, mọi người tẻ nhạt ngồi ở trên lưng chim. Hả? Sau nửa canh giờ, Nam Công mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía gian thần. Năm người kia nhìn lại theo, tức thì cả kinh. Chẳng biết từ lúc nào, gian thần đã ngồi ở đó không nhúc nhích, hô hấp đều đều, nhìn như không có chỗ nào là không bình thường cả thế nhưng chỉ cần dùng thần thức tra xét thì sẽ phát hiện ra thân thể của hắn và gió lớn bên ngoài có một loại rung động đặc biệt. Nam Công thì không nói, năm người ở đây đều là thiên tài kiệt xuất nhất của hỏa vực, đương nhiên đã nhìn ra được gian thần đang cảm ngộ phong tâm ý cảnh ở trong thiên địa. Sức gió do tốc độ phi hành của chim lớn này tạo ra có thể xé rách người, trong hoàn cảnh này, quả thực là thời cơ tuyệt hảo để lĩnh ngộ phong tâm ý cảnh. Chỉ có điều, hiện tại đang ở trên đường đi tới thánh viện, tâm tình của mỗi người đều đang kích động và thấp thỏm, ai có thể làm cho tâm tình bình tĩnh lại nghĩ những thứ này cơ chứ. Dịch thủy Hàn cũng có nhu cầu đối với phong tâm ý cảnh giống như gian thần, từ lúc lên thuyền vẫn đang len lén đánh giá, muốn nhìn một chút xem là cái gì đã tạo ra trên lệch lớn tới như vậy giữa hai người. Hiện tại, xem như hắn đã biết rồi. Cũng không phải gian thần chỉ làm dáng một chút, sau khi hắn mở mắt ra, có thể nhìn thấy được vẻ vui sướng sau khi có thu hoạch rất rõ ràng. Chúc mừng ngươi đã đạt đến phong chi tiểu đạo hoàn chỉnh. Nam Công nói. Vừa nãy, gian thần từ nửa bước phong chi tiểu đạo đạt đến phong chi tiểu đạo, bước ra được một bước dài. Cảm ơn. gian thần khẽ mỉm cười, đưa tay ra ngoài, theo lý mà nói, đầu tiên máu thịt trên tay của hắn sẽ bị xé rách, lộ ra xương trắng, tiếp theo xương trắng sẽ lại bị sức gió nghiền nát. Nhưng mà, tay của Giang Thần lại chẳng có chuyện gì. Chủ yếu là tốc độ thực sự quá nhanh, khiến cho ta cảm nhận được rõ ràng tinh túy của Phong Tâm Ý cảnh." Giang Thần nói. "Vậy thì tốt." Nam công nói. Có biểu hiện trước đó của Giang Thần, những người khác cũng không lãng phí thời gian. Nắm lấy cơ hội này, phàm là người có võ học và lợi khí tương quan đều không thể bỏ qua Phong Tâm Ý cảnh tự mình lĩnh ngộ thì mới có thể hiểu rõ ở trong tình huống này muốn lĩnh ngộ có bao nhiêu khó khăn, căn bản không tiến vào được trạng thái kia. Đã tiến vào Long vực. Bỗng nhiên, Nam công nói một câu, tốc độ của cơ quan giống con chim lớn bắt đầu chậm lại. Trước cuộc sáu người đã có thể nhìn thấy cảnh sắc của Long vực, cả đám liên tục ló đầu ra. Long vực cũng chỉ có Phi Nguyệt công chúa là tới một lần, năm người còn lại vẫn là lần thứ nhất bởi vì khoảng cách giữa hai vực cách nhau quá xa nếu như không phải cơ quan chim lớn thần tốc thì coi như là cửa thuyền buồm thì cũng phải mất thời gian chừng 3 tháng hiện tại thời gian mới không tới nửa ngày đã đến có thể thấy được cơ quan giống con chim lớn thần tốc ra sao phong cảnh ở phía dưới rất xinh đẹp núi non sông suối liên miên không dứt cùng với rừng rậm tươi tốt hình thành một hình ảnh hài hòa lúc vừa mới bắt đầu đám người gian thần cho rằng đã đi tới phong cảnh danh thắng của long vực Thế nhưng sau đó mới phát hiện ra phong cảnh ở trong long vực đều là như thế. Dù cho là sa mạc thì các cũng đều giống như vàng vậy. Quan sát từ trên không trung có một phen vẽ đẹp khá là đặc biệt. Có điều, chuyện khiến cho người ta giật mình nhất là không ngờ lại xuất hiện thành thị. Chỉ cần là thành thị hơi lớn một chút cũng không có tường thành, hoặc là tường thành lại ở giữa thành. Đây là do mọi người xây dựng thêm thành thị dẫn đến tình huống như thế này cũng có ý nghĩa ở dưới thời gian thúc đẩy thành trì đã không cần tường thành bảo vệ nữa ở bên ngoài thành thị có rất nhiều con đường bằng đá dài mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm đi về phía một tòa thành trì khác xe ngựa trên đường không ngừng lui tới so sánh với nơi này cho dù là đại hạ hoàng triều cường thịnh nhất hỏa vực cũng không có được quan cảnh như vậy long vực quả nhiên không hổ là tồn tại mạnh nhất đại lục lữ phi không kìm lòng được nói lập tức nhận được sự tán thành của những người khác lại bay được mấy mười phút tốc độ của cơ quan chim lớn lần nữa chậm lại nói rõ đã sắp tới thánh viện mỗi người đều rất kích động liên tục đứng dậy nhìn xuống xung quanh điểm bất ngờ chính là thánh viện ở trong một tòa thành trì theo suy nghĩ của đám người lữ phi thế lực như thánh viện hẳn phải ở một phương độc lập nếu như nói cả tòa thành trì phía dưới là thánh viện như vậy bọn họ sẽ không kinh ngạc Thế nhưng Nam Công đã nói rõ, thành trì phía dưới gọi là Thánh Thành, mà Thánh Viện thì ở giữa thành. Thánh Thành có diện tích không nhỏ, tất cả thành trấn của Đại Hạ Hoàng triều, thậm chí cả thôn trang gộp lại cũng không sánh nổi được với nơi này. Cũng bởi vì quan hệ như vậy cho nên người sinh sống ở trong tòa thành này, có thể cả đời cũng không chạm mặt được nhau một lần. Trừ phi là loại việc trọng đại cỡ lớn, nếu không người của Thánh Thành sẽ chỉ sống ở khu vực của riêng mình. Tất cả công việc to nhỏ xảy ra trong thành đều phải thông qua nhật báo chuyên trách thì mới có thể hiểu rõ được. Nhắc tới cũng khéo, một tấm nhật báo bị vứt bỏ theo gió bay tới không trung, bị trầm hoang kia bắt lấy, vừa dài vừa rối, cần dùng hai cái tay mới có thể hoàn toàn mở ra được. Những người khác rất tò mò nội dung bên trong là gì, cho nên cả đám lập tức cho đầu ghé tai nghị luận. Rất nhanh, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ khó xử, văn tự trên mặt báo bọn họ xem không hiểu. Văn tự phía trên không giống hỏa vực, tuy rằng kết cấu của rất nhiều chữ viết trên cơ bản giống nhau, một chữ không khó để đoán ra ý tứ, thế nhưng nếu ghép lại vào nhau thì lại vô cùng xa lạ. Ồ. Giang thần phát hiện đây là văn tự của thánh vực 500 năm trước. Hắn muốn đọc không có bất kỳ cản trở gì cả. Trên nhật báo được chia làm rất nhiều khu vực, viết tất cả các chuyện xảy ra ở trong thánh thành. Chương 237, tổng giáo tập đại nhân Giang thần chú ý tới những chữ lớn chuyên đề được viết lớn nhất, bắt mắt nhất kia. Có thể để cho ta xem một chút được không? Giang thần nói. Đám người trầm hoang sững sờ, đưa tấm nhật báo thánh thành cho hắn. Ngươi biết những văn tự này hay sao? Lữ Phi Hiếu Kỳ nói. Giang thần đến từ Thập Vạn Đại Sơn, đó là nơi cằn cỗi nhất trong Đại Hạ Vương Triều. Người xuất phát ở nơi đó làm sao có khả năng có học thức mà bọn họ cũng không sánh nổi được chứ, Giang thần không hề trả lời, sau khi xem xong nội dung dưới tiêu đề, hắn cười khổ một tiếng, nói. Xem ra có rất nhiều người bất mãn đó. Đúng vậy. Nam Công có chút bất ngờ, cũng không che giấu cái gì cả. Giang thần, đã xảy ra chuyện gì? Năm người kia đứng ngồi không yên, mở miệng dò hỏi. Nội dung dưới tiêu đề này chính là cái nhìn đối với những người tiến tu mà đến như chúng ta, nói đơn giản, Thánh thành thậm chí cả Long vực không quá xem trọng chúng ta, cho là chúng ta sẽ lãng phí tài nguyên của thánh viện. Chuyện này đã được đăng báo, cho nên Nam công cũng sẽ không chú ý nếu như Giang thần nói ra chuyện này. Trên thực tế, bây giờ Giang thần nói cũng còn tốt, chờ tới khi những người khác tự mình đi tới thánh viện mới biết được thì cũng không tốt. Cho nên nói ra bây giờ cũng tiện để chuẩn bị tâm lý. Có điều cũng phải nên giải thích một chút mới được. Nam công nói, Thánh viện là một nơi mà tất cả mọi người đều ngóng trông, thánh viện cũng sẽ tích cực chiêu thu đệ tử từ tông môn, gia tộc hoặc là thư viện, tự nhiên yêu cầu cũng là cao nhất. Vì lẽ đó rất nhiều người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ các ngươi tiến vào thánh viện tiến tu, rất nhiều người cho rằng đệ tử đến từ các vực không đạt tới tiêu chuẩn chiêu thu phổ thông của thánh viện. So với việc lãng phí tài nguyên, không bằng chiêu thu từ long vực thì hơn. Đây là chuyện thường của con người các ngươi không cần để ý, trừ một chút phiến diện và ánh mắt lạnh lùng ra, thánh viện đối xử với tất cả đều bình đẳng như nhau. Nam Công thừa nhận lời nói của Giang Thần, an ủi bọn họ. Có điều sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, tâm tình của mấy người đã không có rộng rãi như lúc vừa mới bắt đầu nữa, bọn họ đã biết trong vòng một năm sau mình sẽ sẽ đối mặt với khiêu chiến ra sao. Lúc này, cơ quan giống chim lớn đã hoàn toàn dừng lại, đám người Giang Thần phát hiện ra đã đến thánh viện là quần thế kiến trúc to lớn nhất trong toàn bộ thánh thành, khí thế rộng rãi, chẳng khác nào hoàng cung trong kinh thành vậy. So với hoàng cung tráng lệ, thánh viện tao nhã hơn, mỗi một kiến trúc đều nhìn thấy dấu vết của năm tháng, nhưng mà lại không có chút cũ nát nào cả. Dù cho là đang ở trên không trung thì cũng có thể cảm nhận được nội tình thâm hậu của thánh viện, như một con cự thú ngủ say không thể quấy nhiễu vậy. Cơ quan giống con chim lớn đáp xuống trên bãi cỏ trống trải, nơi này còn có không ít cơ quan giống như thế đang ở đó, chỗ khác nhau chỉ là màu không giống nhau mà thôi. Dường như thánh viện đã sớm biết sẽ có người đến. Cho nên ngay sau khi sáu người gian thần và nam công hạ xuống đã có mấy người tới đây. Phân biệt là một vị trung niên thái dương trắng toát, miếng môi, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt hiện lên một loại cương nghị khá rõ ràng. Ở bên cạnh hắn có đứng một nữ tử trên người mặc y sam màu vàng, trên dưới 30 tuổi, bề ngoài tú lệ thoát tục phong hoa tuyệt đại mặt khác còn có một vị hán tử trung niên vóc người phát tướng và một thiếu nữ trên người mặc y phục đặc chế da thịt trắng hơn tuyết mỹ lệ làm rung động lòng người đó là một kiện y phục màu đen rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng tới bộ khoái nha môn cũng làm cho thiếu nữ này trở nên anh khí anh khí bừng bừng nam công cực khổ rồi tiếng nói của người trung niên kia rất trầm thấp tràn ngập từ tính không thể nói là khổ cực được đi sắp xếp cho bọn họ trước đi nam công nói sáu người sao xem ra những năm này hỏa vực phát triển không tệ đó nhỉ thiếu phụ xinh đẹp nói thanh âm rất nhu hòa đúng vậy đều là những đứa trẻ không tồi nam công nói lúc này người trung niên kia bước lên trước sự uy nghiêm vô hình tản mát ra đám người lữ phi không tự chủ được ưỡng ngực thân thể trở nên căng thẳng gian thần cũng không bị ảnh hưởng ánh mắt rơi vào trên người của nữ tử kia nhận ra được ánh mắt của hắn thiếu nữ kia sửng sốt một chút mạnh mẽ lường hắn một cái người trung niên nói các ngươi sắp sửa tiến tu một năm ở trong thánh viện trong khoảng thời gian này không cho phép lười nhác và thư giãn một chút nào ta không quan tâm các ngươi đến từ nơi nào đã từng tu luyện như thế nào ở thánh viện nhất định phải nghe theo sắp xếp và chỉ đạo người thất bại sẽ được đưa trở về cùng ngày ta nghĩ các ngươi cũng đã thấy được tốc độ của cơ quan rồi đó những câu nói này trước đó nam công cũng đã nói chỉ là không có nghiêm khắc vô tình như hắn mà thôi một năm tiến tu kết thúc nếu như biểu hiện của các ngươi ưu tú thì có thể tranh thủ tư cách ở lại thánh viện người trung niên lại nói một câu nói khiến cho sáu người gian thần vừa mừng vừa sợ đồng thời lại có chút không rõ thánh viện làm như vậy không phải là cướp người sao thánh viện không phải là môn phái cũng không phải gia tộc làm việc cho thánh viện giống như là thuê vậy tới lui tự nhiên nếu như tương lai các ngươi ở lại không phải làm đệ tử của thánh viện mà là làm người đến từ thế lực nào đó đến thánh viện làm việc thiếu phụ xinh đẹp kia nhìn ra bọn họ nghi hoặc cho nên mới mở miệng nói sáu người bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra là như vậy các ngươi được phân đến tây viện của ta ta là viện trưởng tây viện của các ngươi y nguyệt xuyên Vị này chính là Tổng giáo tập đại nhân Sử Văn cung của Thánh viện, các ngươi rất may mắn, hôm nay giáo tập đại nhân tới Tây viện chơi cho nên mới được mời tới, bình thường sẽ không gặp mặt được." Y Nguyệt Xuyên nói. "Giáo tập đại nhân." Phi Nguyệt công chúa là người có phản ứng nhanh nhất, nàng cung kính kêu một tiếng. Những người khác chậm một nhịp, vội vã mở miệng. Y Nguyệt Xuyên nói một ít chuyện của Thánh viện. So với nam công còn tỉ mỉ hơn nhiều. Giang thần nghĩ vậy trong lòng nghi hoặc, rõ ràng không phải thánh viện ứng phó chuyện gì cho nên mới phải chiêu thu đệ tử tiến tu, thế nhưng lại đối xử rất là chăm chú. Hắn đang muốn chờ đến lúc tiến tu kết thúc, khi đó thánh viện thật sự sẽ để cho bọn họ rời đi sao? Có điều, bởi vì là thánh viện cho nên hắn cũng chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Đổi thành những thế lực khác, vô duyên vô cớ tốn tinh lực để bồi dưỡng mình, nhất định Giang thần sẽ từ chối. Vạn nhất đối phương để hắn đi làm chuyện trái với lương tâm thì phải làm sao bây giờ? Thánh viện thì lại không cần phải lo lắng, bởi vì đây là thế lực tượng trưng cho quang minh ở trong lòng của mọi người. Đối với rất nhiều người mà nói, có năng lực làm việc cho thánh viện là một loại vinh quang vô thượng. Vì lẽ đó những người khác rất lo lắng việc mình ở giữa đường bị đào thải. Y Nguyệt Xuyên giới thiệu gần đủ, lúc này thiếu nữ mặt lạnh kia mới đi tới ta là đội trưởng ứng vô song của phong kỷ đội các ngươi là đệ tử tiến tu thì cũng phải giống những đệ tử khác đều phải tuân thủ quy củ của thánh viện một khi bị ta bắt được mặc kệ là biết chuyện hay không hay là lần đầu phạm tội thì ta đều sẽ nghiêm trị không tha nàng nhìn qua tuổi tác gần như bằng với gian thần so với năm người kia còn nhỏ hơn nhưng khi nói chuyện lại không có chút khách khí nào cả rất là thẳng thắn bỗng nhiên nàng nhìn về phía gian thần nói Thánh viện cho phép có chiến sủng, nhưng tất cả sai lầm chiến sủng phạm vào, toàn bộ đều để chủ nhân gánh chịu, nếu như vô cớ hại người thì sẽ bị chúng ta bắt giết. Khi nói xong câu cuối cùng, con ngươi của Bạch Linh bắt đầu trở nên đỏ hồng, có điều rất nhanh nó đã biến hóa, không quan tâm ngồi ở chỗ đó, dùng móng vuốt gãi gãi chỗ ngứa của nó. Bạch Linh đã hoàn toàn mở ra linh trí, sẽ không dễ dàng bị làm tức giận như vậy. Giang thần nhúng vai một cái, xem như là đáp lại. Điều này cũng làm cho ấn tượng của vị ứng vô song này đối với hắn càng ngày càng kém. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi đi tới nơi ở của từng người. Hán tử trung niên vẫn giữ yên lặng nở nụ cười, một thân thịt mỡ khiến cho mọi người nhìn qua cảm thấy hắn rất giống Phật Di Lặc vậy. Hắn thu được tiêu chuẩn tiến tu loại ưu, cho hắn một nơi ở riêng đi. Nam công chỉ tay gian thần. Lời vừa nói ra, ba người ứng vô song, y nguyệt xuyên cùng sử văn cung rất là kinh ngạc ánh mắt rơi vào trên người Giang thần. Trong đôi mắt hạnh hẹp dài của Ứng Vô Song để lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì tiêu chuẩn tiến tu loại ưu cũng có ý nghĩa Giang thần đã có tư cách trực tiếp ở lại Thánh viện. Như vậy quả thực là may mắn của Tây viện chúng ta rồi." Y Nguyệt Xuyên nói. Có thể nhìn ra được rất rõ ràng, nàng và Sử Văn cung đều có vẻ hoài nghi, chỉ là không dám nghi hoặc lời của nam công, cho nên mới giấu lời này ở trong lòng. "Được rồi, sáu vị tiểu hữu Cố gắng lên. Nam công chấp tay nở nụ cười, dường như muốn rời khỏi. Đa tạ ở dọc đường Nam công đã chăm sóc cho chúng ta. Sáu người gian thần lên tiếng nói cảm ơn, nhìn theo bóng lưng rời đi của Nam công. Chương 238: Đặt chân tới Thánh viện. Các ngươi đi tới chỗ ở đi, sau đó sẽ có người gọi các ngươi. Y Nguyệt Xuyên nói. Lúc này, sáu người gian thần đã chính thức đặt chân vào Thánh viện. Thế lực lớn trong hỏa vực hùng cứ một phương, sơn môn càng nguy nga thì lại càng tốt. Thế nhưng bỗng nhiên sáu người cảm thấy hiểu ra, một đống lầu cao đứng lặng mấy trăm năm mà không đổ mới là cảnh tượng ghê gớm nhất. Năm đó trong chiến dịch trừ ma cuối cùng, những anh hùng đã thương nghị ở đây trước khi quyết chiến. Đặc biệt sau khi nghĩ tới chuyện này, đi ở bên trong thánh viện bọn họ đều cảm nhận được sự trang nghiêm và thần thánh không tên. Sau đó, Giang Thần nhận được một gian tỉnh thất so với xích tiêu phong của hắn ở trong thiên đạo môn hoàn toàn không thể sánh bằng. Có điều khi biết chỗ của năm người khác là ở trong ký túc xá thì hắn đã hiểu rõ đại ngộ của mình ở thánh viện khá là tốt rồi. Thu thập dược liệu, tinh luyện thuốc giải. Đi tìm ngoại công, hy vọng có thể truyền tin tức cho thiên phong đạo nhân. Tiếp quản thế lực trưởng giáo sáng lập ra. Nằm trong căn phòng mà mình phải ở đây trong vòng một năm. Giang thần xác định mục tiêu của mình, đề ra kế hoạch ba mục tiêu độ khó không đồng đều ngoại trừ tìm kiếm dược liệu hai cái khác có thể thư thả một chút như vậy thì đi tới thánh thành đi khi gian thần đi tới cửa thì lại dừng lại thánh thành rất lớn dựa vào hai chân tất bước mấy ngày mấy đêm cũng không nhất định đã đi hết được không có một người dẫn đường hoàn toàn là hai mắt dò đường đó tiếng gõ cửa vang lên gian thần mở cửa vừa nhìn ra thì đã phát hiện ra ngoài cửa có phi nguyệt công chúa đứng đó đi thôi phải đi tập hợp người khác bảo ta đến thông báo ngươi phi nguyệt công chúa nói lúc nói chuyện nàng đánh giá gian phòng của gian thần trong mắt toát ra vẻ hâm mộ nghĩ đến nơi ở hiện tại đối với thân thế thiên kim của nàng mà nói càng khó có thể tiếp nhận được hơn nữa đa tạ không cần cũng không phải ta muốn tới đây Phi Nguyệt công chúa không có sắc mặt tốt mấy đối với việc nhìn thấy hắn, một là bị hắn đánh bại, hai là tam hoàng tử chết. Giang thần nhún nhún vai, không nhiều lời mà khóa cửa, sau đó đi theo nàng đi tới quảng trường tượng đồng của Thánh viện. Ở trung tâm của quảng trường này có mấy cái tượng đồng về người. Đều là đại anh hùng có tiếng ở trong thời đại anh hùng. Ở xung quanh tượng đồng đã có không ít người tụ tập, không khó để nhìn ra đều là các đệ tử tiến tu đến từ các vực bởi vì y phục của đệ tử thánh viện đều là thống nhất mà những người này đều không có. Không được bao lâu, khoảng chừng có khoảng 450 người xuất hiện. Ở ngay phía trên của quảng trường, có đệ tử thánh viện mặc chế phục áo lam, khoảng chừng hơn 10 người, nhìn các đệ tử tiến tu trước mắt, vẻ mặt lãnh đạm, khóe miệng nhếch lên, khó nén vẻ kiêu ngạo. Tuổi tác bình quân của những đệ tử này so với các đệ tử tiến tu còn nhỏ vài tuổi nhưng khí tức tản mát ra từ trong cơ thể lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn cái gì? Để thưa thất trống như vậy thành hình dáng gì cơ chứ? Không ai dạy các ngươi quy củ đúng không? Xếp thành hàng cho ta. Đột nhiên, một thanh niên hình thể cao to nhanh chân đi đến, hét lớn một tiếng với đám người ở phía quảng trường. Các đệ tử tiến tu đều sửng sốt một chút, nhìn nhau, không rõ lai lịch của người này ra sao. Đám người các ngươi biết rồi sao? thanh niên kia lại nghiêm mặt trống to. Tức thì, bên trong các đệ tử tiến tu có người vội vội vàng vàng đứng phía trước, xếp hàng với nhau. Ngay khi những người khác chần chờ bước chân thì vẻ tức giận trên mặt của thanh niên này đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. Mà thay vào đó là một nụ cười sáng lạng. Ha 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 ha. Các đệ tử thánh viện khác đều không nhịn được, cười đến mức nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ta nói này trang phàm, ngươi cũng thực sự là thích đùa giỡn nha nhìn vẻ mặt bối rối của đám người này không thực sự là buồn cười quá đi mất thanh niên tên là trang phàm kia nhún vai một cái với mọi người nói không cần để ở trong lòng ta chỉ đùa một chút với các ngươi mà thôi lập tức hắn nhanh chóng đứng vào trong hàng ngũ các đệ tử của thánh viện các đệ tử tiến tu biết mình bị trêu chọc tức giận ngập trời những đệ tử tiến tu này so với sáu người gian thần mới đến còn hiểu tình cảnh của mình hơn hiện tại bị xem là trò cười để trêu đùa thực sự là không nhịn được nữa dù sao người ở nơi này đều là thiên tài hàng đầu ở các vực ngạo khí là thứ không thể thiếu được có người muốn xông lên thế nhưng đều bị đồng bạn ngăn cản có mấy người dùng âm thanh không mạnh để chỉ trích xảy ra chuyện gì lại có một khuôn mặt mới đi tới là một vị trung niên gầy gò da dẻ trắng nõn trên mặt lại không có một chút râu nào cả bóng loáng gần như giống thiếu niên vậy Đôi mắt như lõm vào bên trong khuôn mặt, ánh mắt sắc bén. Hắn vừa đi đến thì tiếng ồn ào trên quảng trường bình tĩnh lại. Mạc sư, đệ tử thánh viện hét lớn, trang phàm vừa nảy tiến lên phía trước nói. Vừa rồi ta chỉ đùa một chút với bọn họ, có khả năng là địa vực không giống nhau cho nên bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Nghe ngữ khí hờ hững của hắn, các đệ tử tiến tu tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, các đệ tử thánh viện thì lén lút cười được rồi. Mạc sư không muốn làm mất thời gian vì chuyện này, đôi mắt có thể bắn thủng mọi thứ nhìn về phía các đệ tử tiến tu trên quảng trường. Sau khi bảo đảm không có người nào nói chuyện thì hắn mới nói. Thánh viện chia ra làm bốn viện Đông Tây Nam Bắc. Phân viện có hai giới thiên địa, mỗi giới có 12 bang. Các ngươi sẽ được phân phối vào bên trong 12 bang địa giới, bắt đầu chân chính tiến tu. Đồng thời vào hôm nay, các ngươi sẽ thu được y phục và lệnh bài thân phận, có thể đi ra ngoài đi lại. Nghe đến đó, Giang thần mới biết hóa ra là không thể tùy tiện ra vào, cũng còn may khi hắn vừa định đi thì đã tập hợp nhân số, nếu không chờ ở trong thánh viện thì cũng buồn chán tới chết. Hiện tại rút thăm để quyết định, 12 người này là người đứng đầu các bang, rút được ai thì mau đứng về phía sau người đó. Mạc sư lại nói, phương thức làm việc của thánh viện này quả nhiên không giống tông môn nghe thấy câu này các đệ tử tiến tu quên đi phẫn nộ cảm thấy vô cùng mới mẻ chỉ là nghĩ tới những tiểu đội trưởng làm cho người ta chán ghét kia trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy bất an rút thăm đi theo mạc sư nói xong có người ôm một cái rương lớn trên đỉnh có một cái lỗ tròn người thứ nhất đi tới lấy ra một tờ giấy ở bên trong trên mặt viết một số bốn đến đây đi bên này bên trong đệ tử thánh viện một thanh niên vẫy vẫy tay với hắn. Trong 12 vị đệ tử thánh viện, vừa nãy hắn không giống những người khác. Cười to khuếch đại như thế. Người kia thở vào một hơi, rất vui mừng đi tới. Tiếp đó, lại một người khác rút thăm, năm người của hỏa vực bị phân vào lớp không giống nhau, lúc đến phiên gian thần, hắn rút được con số 11. Làm cái gì vậy chứ? Một gia hỏa mới trung kỳ viên mãn mà cũng trở thành đệ tử tiến tu sao? Mạc sư, ta có thể không lấy hay không? Nhắc tới cũng khéo, tiểu đội trưởng ban số 11 chính là trang phàm kia. Sau khi hắn phát hiện ra cảnh giới của Giang thần, gương mặt hắn lập tức thay đổi, cũng không kiên kỵ cảm nhận của người khác mà oán giận nói một câu với Mạc sư. Mạc sư phát hiện ra cảnh giới của Giang thần, ánh mắt có chút biến hóa. Trong Đông Đảo Đệ tử tiến tu, tối thiểu nhất cũng là hậu kỳ, làm sao lại có một người trung kỳ trà trộn vào đây cơ chứ? cảnh giới thấp như thế cũng có thể đến thánh viện tiến tu hay sao? Chuyện này không phải sẽ càng khiến cho người ta cười trình độ của đệ tử tiến tu chúng ta rất thấp hay sao? Nhắc tới cũng rất là trào phúng, người lên tiếng đầu tiên là các đệ tử tiến tu, so với các đệ tử thánh viện trên mặt mang theo vẻ châm biếm, bọn họ còn căm ghét hơn. Vẻ mặt đám người Lữ Phi, dịch thủy hàng rất quái dị. Giang thần bị xem thường là người mạnh nhất ở trong đám người bọn họ đó.